Tài xế bỏ chạy khỏi chốt cảnh sát giao thông khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. Trong lúc bị cảnh sát giao thông lập biên bản trên đường Hoàng Sa, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vì vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế liên tục lấy lý do gọi điện thoại để rời khỏi chốt, người này đã bỏ chạy sau đó. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12, tài xế NVP 33 tuổi lái xe máy chạy trên đường Hoàng Sa hướng về vòng xoay điện Biên Phủ, vừa đến đầu cầu Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1. Anh P bị tổ công tác gồm đội cảnh sát giao thông biến Thành tuần tra dẫn đoàn, bàn cờ, phòng PC08 và quận 1, quận 3 dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện có nồng độ cồn ở mức 0,757mg trên 1 lít khí thở. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế chỉ xuất trình được cả vẹt xe do người khác đứng tên, không có bằng lái, căn cước công dân. Khi cảnh sát giao thông hỏi quê quán, người này nói không nhớ. Trong quá trình làm việc, nam tài xế liên tục lấy lý do gọi điện thoại để rời khỏi chốt nhưng bị lực lượng chức năng chặn lại. Anh ngồi tại bàn gọi điện thoại, cảnh sát giao thông đâu có cấm mà anh bỏ đi. Một cán bộ nhắc nhở nhưng người này không chấp hành. Khi cảnh sát giao thông nhờ công an phường Tân Định, quận 1 có mặt, anh P mới chịu ngồi vào bàn làm việc. Anh này cho biết bản thân là nhân viên quán phở ở cách chốt kiểm tra khoảng 500 mét. Tối cùng ngày, P và các nhân viên khác lén chủ ngồi uống bia phía sau quán, đang nhậu giữa chừng thì hết bia, P lái xe đi mua thì đã bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Tôi đi làm thuê mà cảnh sát giao thông phạt 7 triệu, lấy gì mà đóng. Tôi tránh gọi điện thoại tại chốt cảnh sát giao thông vì không muốn cho chủ quán biết là bị bắt xe. Nếu ông ấy biết nhân viên lén ăn nhậu trong giờ làm việc sẽ đuổi việc, anh P nói. Quá trình lập biên bản, P bất ngờ lén bỏ chạy khỏi chốt. Một cán bộ công an phường Tân Định cho biết sẽ đến quán phở trên xác minh, mời tài xế về phường làm việc. Cùng lúc, anh NBT, 20 tuổi, quê ở Gia Lai, lái xe máy chở bạn gái trên đường Hoàng Sa có biểu hiện nghi vấn, cũng bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Tài xế này có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức thấp nhất, bị tổ công tác lập biên bản xử phạt. Anh Tê cho biết chiều cùng ngày cậu uống một ly nước siro dâu, sau đó chở bạn gái đi ăn hủ tiếu. Trong lúc ăn tối, anh có uống một lon bia. Tôi mất ngủ mấy ngày hôm nay, uống một lon bia để về nhà dễ ngủ chứ không say xỉn gì. Đang trên đường về thì bị cảnh sát giao thông kiểm tra, nam tài xế nói. Trong đêm tổ công tác của năm đội cảnh sát giao thông đã lập chốt trên đường Hoàng Sa quận 1, kiểm tra khoảng 200 trường hợp. Tuy nhiên, cảnh sát giao thông chỉ phát hiện gần 10 tài xế vi phạm, lập biên bản xử phạt. Thời điểm cuối năm, cảnh sát giao thông kiểm tra rất nhiều tài xế nhưng mỗi đêm chỉ phát hiện vài trường hợp vi phạm. Người dân cũng đã ý thức được việc sử dụng thức uống có cồn thì không lái xe. Nhờ đó mà tình trạng tài xế gây tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm. Một cán bộ cảnh sát giao thông nói: